Madrid. Có điểm là giải này là 715. Đứng cùng với anh Tùng Lê. Cặp đôi Đức Thể Thao và Tuân MTA là cặp đôi đã thua Vung Tùng ở loạt trận đầu tiên với tỷ số 6-5, thua dẫn 5-2 và thua lại 6-5. Và bây giờ là phải gặp cặp đôi Thành Sơn La cũng như thể là anh Tùng Lê. Vâng, một pha vừa rồi tôi vừa mới thấy anh Tùng Lê đập smart lỗi. Rất đáng tiếc. Rồi, trận đấu của anh Sơn Minh Dù mới bắt đầu. Vâng, một tình huống bóng hơi vội. Chậm lại anh ơi. Nguyễn Đăng Ninh. Vâng. Nguyễn Đăng Ninh hôm nay không đi đánh giải nhá. Em chào anh Ngô Đại Phúc, chào tất cả anh em. Tỷ số hiện tại đang là 15 dao. Anh Xuân La đánh rất hay. Nhưng pha bóng vừa rồi thì đội bạn đã có phần may mắn khi bóng bắt vô lê dọc dây vào cạch vợt, khiến bóng đổi hướng. Tỷ số 30 dao. Lại hai bóng cho thầy ơi, có bóng vào sân. Đây là vòng 2 loại trực tiếp rồi Ninh nhá. Cặp đôi rồi mũi là cặp đôi đã thắng trận đầu tiên và vào trận tiếp theo. Rồi ra đây Ninh ơi, ra cổ vũ cho anh gái. Rồi. Những pha đoá bóng rất nặng đến từ vận động viên rồi mũi. Hai pha đoá bóng mẫu mực. Anh rất tin đây. Có lẽ như pha bóng đầu tiên thì anh rồi mũi chưa vào tay. Tỷ số là 3-15. Vâng. Chủ công Nam Xuân La đang đánh chưa nóng máy. Pha bóng lỗi của Nam Xuân La. Tỷ số là 4-15. Lại một pha đánh bóng winner của anh rùi mũi. Tỷ số là 40-30. Lỗi 1. Bây giờ tôi mới thấy thắng cò giao bóng lỗi 1. 4 tình huống vừa rồi là thắng cò đã giao rất tốt bóng 1. Nam Xuân La lên lưới. Vâng. Khi đang ở dưới phong hay thì anh Phương lên lưới đã để hỏng một quả rất là quan trọng. Pha bóng vừa rồi thắng cò đoa rất nặng. Bóng đi nhanh khiến anh Phương không kịp phản xạ. Tỷ số trận đấu là 0-1 đội giao bóng. Vận động viên Phương Rùi Mũi là đến từ câu lạc bộ JIT trường quốc tế Nhật Bản Hà Đông. Vận động viên Nam Xuân La đến từ câu lạc bộ Vũ Bão. Còn hai vận động viên đối thủ thì mình chưa update được. Anh em cho like, thả tim để cổ vũ cho hai vận động viên, hai cặp vận động viên nhé. Nam Xuân La lao bóng một lỗi, bóng hai. Bóng hai tốt. Vâng, một pha kê bóng vẫn còn trong sân của anh Phương. Thắng cò đang đoa với Nam Xuân La rất hay các bạn. Rồi, một pha đổi hướng của Nam Xuân La. Không, vòng 2 ơi. Một pha đổi hướng rất hay của Nam Xuân La ăn điểm 15 dao. Vâng, một pha cài lưới của Rùi Mũi. Đối thủ đã hơi bất ngờ và đánh bóng cạp vợt ra ngoài. 30 dao. Nam Xuân La và Rùi Mũi đang đánh rất hay. Vâng, đấy là quả đặc sản của Nam Xuân La. Một pha giao bóng ra phần mang A, mang chữ A. Rất tốt, 40 dao. Lỗi bóng 1. Chào tất cả các anh em đang xem. Chào anh Tuấn Anh Nguyễn. 40 dao, 0-1. Một pha giao bóng kép của Nam Xuân La. Tỷ số hiện tại là 4-15. Do thể thức thi đấu là 40 bóng vàng nên tất cả các vận động viên đều rất tập trung và quyết liệt cho từng tình huống bóng. Nó không giống như thể là mình đánh 50 vàng hay là 60 vàng gì đó.
Vâng, còn một pha bóng khó. Vâng, tình huống đầu tiên thì anh Phương kê bóng vẫn còn trong sân, nhưng tình huống thứ hai thì anh Phương đã hơi vội vàng và có pha cắm đầu vợt nhanh hơn so với bình thường. Tỷ số là 40-30. Rồi, một pha đánh nhẹ cài. Anh Phương làm gì? Vâng, một pha thể hiện bản lĩnh của Nam Sơn La. Những tình huống đánh bóng lỏng nhẹ nhàng ép về phía phần bên trái của cặp đôi Thắng Cò Hùng Hà. Sau đấy thì chuyển hướng, đưa bóng vào trước mặt Thắng Cò nhưng bóng đi rất sát lưới. Rất là, nên Thắng Cò không thể đoa được một quả nặng. Tỷ số 1-1. Vâng. Tình huống đoa đầu tiên anh Phương đoa rất tốt, nhưng tình huống đoa thứ hai thì có phần thiếu may mắn. Bóng chỉ lệch dây khoảng tầm một thân bóng thôi. Đã làm dao. 1-1. Bóng trèo lưới, giao lại bóng 1. Đoà hay của Nam Sơn La. Vâng. Anh Phương vừa rồi cũng, và Nam Sơn La đã có một tình huống tranh chấp bóng khu vực giữa sân. Nam Sơn La là người tận tay phải, và anh Phương quả đấy cũng rất nhanh để lên lưới bắt vô lê. Điểm tỷ số 15-15. Vâng, một pha lốp rất hay nhưng đã bóng đã ao. Quả bóng hơi bị trượt về cuối sân. Quả bóng dựng lên một chút nữa thì là tình huống bóng vừa rồi sẽ rất là đẹp mắt. 30-15. 1-1. Chào 18 anh chị em đang xem live trực tiếp từ kênh Rồi Mỗi TV. Vâng, một pha rò bóng dọc dây ăn điểm trực tiếp của Nam Sơn La. Và chủ công nó khác nhau ở chỗ đấy. Có những tình huống bóng quyết định hay những tình huống bóng mà cái sự tin tay nó đến nó cao. Vâng. Lại là một pha tỏa sáng rất hay của anh áo đen. 40-30. Và bóng rất nặng. Anh áo đen này thì đã đứng với chị Thu Hải ở giải họ Nguyễn từ thiện tuần vừa rồi và bị loại sớm, ăn sớm. Mình cũng chưa biết rõ là anh này là Hùng Hà. Tỷ số hiện tại đang là 1-2. Đổi giao bóng, anh Phương là người giao bóng game số 4. Vâng, thể hiện một chút ở bên sân bên phải Thành Sơn La, và anh Tùng Lê đang đánh rất hay. Thành Sơn La vừa mới có một pha đo bóng rất nặng khiến anh Tuân MQA không thể trả được quả bóng vừa rồi. Hứa hẹn là sẽ là một trận đấu rất là dễ dàng cho Thành Sơn La, cặp đôi ứng cử viên của chức vô địch. Một hai, trận đấu lại tiếp tục bắt đầu. Chào 26 anh chị em đang xem live trực tiếp từ kênh Rồi Mỗi TV. Vận động viên Rồi Mũi là người cầm giao bóng ở game thứ tư. Bóng tốt. Một pha giao bóng ngay. Có vẻ như thể là chiếc mũ mượn của Hải Enter mang lại may mắn cho anh Rồi Mũi. Chào 28 anh em đang xem. Tỷ số đang là, vâng, hay pha giao bóng ăn điểm của Rồi Mũi. Đối thủ chưa trả được giao bóng của anh Rồi Mũi. Ba mươi dao. Bóng tốt. Đang là 1-2, 30 dao, 40 dao rồi. Đang là 1-2, 40 dao. Và đây bên cạnh tôi đây là có chú Nguyên, ban quản trị diễn đàn Việt Tennis. Bóng dao tốt. Anh Phương có vẻ như tuần vừa rồi đã bỏ ra thời gian rất nhiều để học ra bóng. Nhưng pha đoa trái vừa rồi thì lại. Phải thắng chưa? Em thắng rồi. Ở trận 2 rồi gì mà. Cái trận đầu nếu mà anh mà thắng là anh gặp em ra ngoài.
Thế à? Vừa đi qua màn hình và bây giờ tiếp tục qua màn hình, đấy là anh Trung Gỗ, tỷ số hiện tại đang là 40-15-12. Vâng. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em nào mà muốn lắp sàn gỗ hay là làm gì liên quan đến gỗ thì đây là có anh Trung. Trung Gỗ. Vâng, anh Trung. Địa chỉ 165 Hồng Quốc Việt. Đúng rồi, anh ấy hay đánh câu lạc bộ HDI gì đấy ở mềm HDI. Ở bên gì nhỉ? Vâng. Rất hay. Vâng. Ba pha bắn như đại bác vào Nam Sơn La của Thắng Cò, nhưng Nam Sơn La đã cho thấy bản lĩnh thi đấu tuyệt vời. Tỷ số kết thúc 2-2. Quá hay Nam ơi. Vâng. Và anh Rồi Mũi phát bóng thì không bước chân dẫm bạch. Mình lấy một số các vận động viên, những vận động viên nào mà hay lận chân thì là phát hiện ra ngay. Đằng đấy là anh có tên Kiến Nho đang đứng với tôi đây. Bạn đã chìm quá. Anh về đi dạy bóng đi em ơi. Và hôm nay em không có ca, riêng thứ bảy nhật, riêng thứ bảy nhật thì không bao giờ đi dạy bóng. Và lại một pha lưới hay của Nam Sơn La, có vẻ như đội bạn đang bị tâm lý khi thấy Nam Sơn La đánh quá tự tin. Vừa đi qua màn hình đấy là anh Tiến Nho, mọi người có thi công sơn à? Có thể là anh ấy đang hơi vội để về đi sân tường hay sân nhà hay sân tennis gì đấy. Đâu, anh vẫn vào và... Vâng. Xin chào Lâm, chào anh em nhá. Chào tất cả anh em. Nếu anh em nào đâu, có... em lại thì khả năng bận về dạy bóng chứ anh Tiến thì không về gì cả. Vâng. Anh Tiến anh ở xa nên là có khả năng anh ở lại đến để xem cổ vũ cho em Hải thôi. Đến mai còn đánh giải tiếp mà. Làm sao mà về được. Tỷ số đang là 2-2, hình như 0-30. Những pha cài vô lê. Ao ao ao. Anh Phương ơi, ao anh Phương ạ. 15-3 anh Phương. Tỷ số hiện tại là 2-2. 3-15. Chào 26 anh chị em đang xem live, mọi người chia sẻ cho mình nhá. Vâng, một pha ra bóng vào lưới nhưng bóng lưới đã phản xạ với tình huống bóng vừa rồi và kê bóng ăn điểm trực tiếp, tỷ số như là 40-15 rồi. Hiện tại thì đến game ra bóng số 5, các hai đôi vận động viên vẫn chưa bẻ được game của nhau, lỗi bóng 1. Tỷ số hiện tại là 40-30. Vừa rồi thì Thắng Cò đã có một tình huống giao bóng lỗi 2. Điểm cho Phương Rồi Mũi và Nam Sơn La. 40-30. Em chào anh Dũng Mô Sa, không thấy anh Dũng Mô Sa với anh Phúc Quảng Ninh xuống. Một lỗi, một lỗi. Em chào anh Dũng Lê. Nam Sơn La đã có một tình huống đẩy bóng. Vâng, nhưng Thắng Cò đã có một pha đoa bóng giữa hai phường ăn điểm trực tiếp. Tỷ số hiện tại đang là 2-3. Nam Sơn La là người cầm game ra bóng số 6. Em chào anh Dũng ạ. Không được gặp anh nhớ quá. Các anh nhiệt tình. Vâng, trên kênh của Rồi Mũi TV thì vâng, em là Hải Mắc Sai Lầm anh ơi. Mình đang nói chuyện cùng với anh Trung Vô Sa. Anh Trung Vô Sa là chủ tịch của giải đấu móng cái Open diễn ra cách đây không lâu. Và các anh ấy đã làm một cái giải phong trào ở móng cái thực sự rất ấn tượng. Và những cái gì hay thì mình nên chia sẻ để cộng đồng anh em chơi tennis biết được. Để mọi người sau này nếu mà có cơ hội thì nhớ về móng cái đánh giải. Năm sau thì anh Dũng Vô Sa, anh Phúc Quảng Ninh sẽ dự kiến tổ chức giải vào mùa hè. Nếu mà Covid mà không còn nữa thì là một cái dịp rất tốt để mọi người có thể lên đi du lịch. Vâng, Thắng Cò đang đoà rất hay các bạn. Nhưng Nam Sơn La vừa rồi cũng có tình huống rất hay. Vâng. Chào Hải Nguyễn nha, thầy viên thắng giòn giã lắm.
thắng Sập Hầm 6-0. Đội bạn không thấy cửa đâu. Tỷ số hiện tại là 15 giao 23. Nam Xuân La đang rất tập trung. Tình huống giao bóng lỗi 1 của Nam Xuân La. Vâng, một pha đo bóng trái hai tay của Thắng Cò rất hay. Bạn này tiến bộ rất nhanh. Trước đây mình đã từng xem giải bạn này đánh cũng ở cái sân Phó Duy Tiến này. Thì cái ngày mà vẫn còn là VN Tennis đấy. Nhưng mà cái độ ổn định không cao như bây giờ. Bây giờ là vừa có trái nặng vừa có phải nặng. Vâng, một pha vô lề lỗi của anh Phương. Chào 31 anh chị em đang xem live trực tiếp đến từ cụm sân 12 Phó Duy Tiến. Bây giờ thì thầy là lên level rồi. Anh Phú và Cường Thanh đã thắng đôi Nadi và Nam EVN hình như là tỷ số 6-2, 6-3. Anh Phương vừa mới có một tình huống đập smart ra ngoài 15-40. Lỗi 1. Có lẽ là đây là game. Vâng. Đấy. Tôi chưa định nói câu là khả năng là bị bẻ game thì Thắng Cò đã có một pha bắn bóng tin tay. Nhưng với những pha bắn bóng vừa rồi thì trình của Thắng Cò nó phải ở ngưỡng khoảng tầm độ 7-20. Và rất tự tin trái phải. Tỷ số hiện tại là 24-42. Hôm nay anh Hùng Hà giống như trở thành một người hoàn toàn khác so với giải Hoàng Nguyễn tuần vừa rồi. Thì lần trước thì anh đứng với nữ thì có thể là anh chưa đánh được nó thoải mái mà cũng như thể là tay chân nó vẫn đang còn chưa hết. Nhưng đứng với Thắng Cò thì khi mà đứng cùng với một người đoa phông hay thì anh Hùng Hà đã trở nên tự tin hơn. Tỷ số hiện tại là 15 giao, một pha giao bóng một tốt và quả đập smart tiếp theo của Thắng Cò đã khiến anh Phương khó khăn trong việc trả quả bóng đấy. Tỷ số 15 giao. Đôi bóng 1. Cặp đôi vận động viên Hùng Hà và Thắng Cò có những pha giao bóng rất là đẹp mắt, rất là đúng kỹ thuật. Và có lẽ như thể là sợ đường bóng nặng của Nam Xuân La nên Thắng Cò đã quyết định lùi về đánh phong. Vâng, Nam EVN, Nam Xuân La đã lên lưới và vâng, sờ mát rất tốt của anh Phương đã khiến Thắng Cò bị lỗi. Tỷ số là 40-15. Bên đây anh Phương đang thua 24. Vâng, anh Phương đang thay đổi chiến thuật và đưa những quả bóng lốp lên nhiều hơn. Vâng, một tình huống thông minh. Một quả lốp kéo đối thủ lên lưới. Và quả thứ hai thì là passing vào giữa hai phường ăn điểm trực tiếp. À không phải ăn điểm trực tiếp mà đội bạn cứu được, không đưa bóng sang sân được. Vâng, một pha đoa bóng vào ô bánh trưng của Nam Xuân La. Thắng Cò phát hiện được nhưng đã hơi muộn. Với tình huống bóng nặng vừa rồi thì Thắng Cò đã phản xạ đưa vô lê ra ngoài. Chào 32 anh chị em đang xem live. Vâng, vì ở đây nắng quá nên là em cũng không nhìn thấy rõ phần comment đâu. Chỉ lướt được. Tỷ số hiện tại là 40 đều. 42. Hiện tại đôi Hùng Hà và Thắng Cò đang dẫn. Vâng. Đúng là người ta bảo là đập smart nhiều quá thì chán tay. Một pha 40 đều nhưng bóng vàng. Anh Phương đã là người có một tình huống thay đổi chiến thuật tốt hơn. Một pha lốp bóng. Và Thắng Cò đã hơi vội vàng cho tình huống vừa rồi và để mất một game. Trận đấu trở lại thế cân bằng. Anh Phương là người giao bóng game số 8. Tỷ số hiện tại là 3-4. Bên cạnh tôi đây là anh Hoàng Lô. Với biệt danh là biệt tài đánh lô không bao giờ trúng.
Và hôm nay tôi xin gửi tới Hoàng Lô hai con, đấy là 34 và 43. Đặt tay. Cả làng đều khát đấy. Vâng. Tỷ số hiện tại là 4-3-3-4. Đổi ra bóng, anh Phương là người cầm ra bóng. Cố lên nào. Cứ giao bóng như game đầu tiên thì không có gì là không thể cả. Trong một trận đấu thì sẽ có những cái lúc mà thời điểm hưng phấn cũng như có thời điểm nó bị trùng xuống. Và bây giờ thì đang bẻ được game. Hy vọng là đôi Phương Nam sẽ lật ngược tình thế. Và một pha giao bóng lỗi một. Bên sân bên cạnh thì thằng Sơn La và anh Tùng đang đập mất bóng. Số như đang là 5-2. Đọa rất hay. Ao. Hai pha đọa bóng khét lẹt của anh Phương. Không hiểu là anh ấy luyện đọa lúc nào mà đọa hay thế. Anh Đinh Trung Đâu, anh Hải hỏi hộ em anh Lô vòng mấy rồi anh? Chắc là vòng 2. Vâng, anh Phúc có gửi lời động viên đến anh Phương là anh Phương cứ tự tin vào phòng thôi. Chậm chậm lên lưới thôi. Đấy, đấy em đã chuyển lời nhá anh Ngô Đại Phúc nha. Một người anh rất rất hay ở Quảng Ninh. Tốt. Cứu bóng nào. Đúng rồi. Một pha cứu bóng lốp rất hay của anh Phương các bạn. Vâng. Rồi, Nam Sơn La đã là người rất gọn gàng trong tình huống enter tiếp theo. Xuất sắc. 40 tao anh Phương. 40-0. Đấy, anh Phương tự tin nói 40-0 này thì tôi biết là game này là đội mình thắng rồi. Vâng, đấy. Rất khó, Nam Sơn La đã có một pha vồ lưới thành công, đưa trận đấu trở lại loạt cân bằng 4 đều. Ăn game này là thắng này. Vâng. Rất tập trung, đoá phong cho em. Chào Nguyễn Đức Đô. Đánh hai anh em lại cứ ở nhà thôi. Chào anh Lân Đào. Tỷ số 4 đều 0-0. Lỗi bóng 1. À, nhìn rất chuẩn. Trọng tài đã phản xạ nhưng mà lại không. Và một pha đo bóng mềm lực. Bóng hơi lỏng, anh Phương đoa đã bị ao ra ngoài rồi. Có vẻ như anh đang phù hợp với kết quả đoa bóng nặng. Khi giảm lực đi thì tự nhiên tay nó lại không vào. 15 sao. Một game đấu rất quan trọng. Game này mà bẻ được thì là cơ hội thắng là rất cao. Nam Sơn La đánh rất đều. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Hai pha đập smart tốt đến từ đôi vận động viên thắng cò. Bên sân bên này thì anh Tùng Lê và anh Sơn La đã giành chiến thắng rồi. Bước vào vòng 3 rồi. Vâng. Anh Phương ơi, đoa chắc tay tự tin lên. Tăng lực lên một tí. Vâng, thì dấu hiệu là người mỗi đang đánh hơi nhẹ lực lại, bóng nó không vào. Hơi trùng tay. Anh Tùng ơi, tỷ số kết thúc với tỷ số bao nhiêu đấy? 6-2. Đôi thành Sơn La và anh Tùng Lê đã thắng 6-2. Đôi tuần MQA, MTA và một pha đo bóng gắt của thắng cò. Vâng, tỷ số hiện tại đang là 4 đều và 40-15. Trận đấu rất căng thẳng. Giang Tùng hình như cũng là đang dẫn rồi. Vâng, 6-1 rồi. Anh thắng rồi. Đang dừng đâu rồi? Đang cổ vũ, đang dừng đi anh. Vâng, đấy. Đúng rồi anh Phương ơi. Phải đo tin tay như thế lên. Em chào anh Đỗ Đức Cảnh. Vâng, chào 37 anh chị em đang xem. Vừa rồi thì anh Phương đã có một pha đo phong tin tay. Như nhà không còn gì để mất. Mình phải quyết tâm thôi. Bên cạnh. Rồi, lỗi bóng 1. Nào, bình tĩnh nào. Vâng, hiện tại thì anh Phương đang nghe theo lời chỉ đạo sát sao của anh Phúc Quảng Ninh. Không lên lưới.
đang có những quả đoa phong hay thì không được gì phải lên lưới cả. Vâng, đấy tôi vừa mới nói xong, lại một pha đoa bóng tin tay của anh Phương vào giữa hai Phường ăn điểm trực tiếp. Winner một quả đánh rất tự tin. Vừa rồi thì anh Phương đã cho thấy là mình có trình đoa khoảng cỡ trên 700, còn trình bố lê thôi. Bóng vàng, bốn mươi đều vàng. Rồi pha đoa lốp hay. Bình tĩnh anh Phương ơi, bình tĩnh. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, một pha thể hiện bản lĩnh rất tốt của cặp đôi Phương Nam. Hay lắm các bạn ơi, ăn một cái điểm bóng vàng cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và bây giờ Nam Sơn La là người cầm giao bóng. Hay Nam ơi, đây đang tiến về phía màn hình của chúng ta, đây là em Nam Sơn La vừa có một pha vồ ăn điểm vàng nâng tỷ số lên 5-4, ăn điểm break rất quan trọng, rất quan trọng. Và đây là có những không sân để không bao giờ thiếu những bóng hồng xinh đẹp được. Đây là em Sơn Hòa 5-4, anh Phương lại dẫn ngược lại rồi. Bên cạnh đây thì ekip của trường quốc tế Nhật Bản đang có những thành viên không tham gia đánh giải nhưng vẫn rất nhiệt tình đi xem, cổ vũ và cập nhật tỷ số trận đấu ở trên sân, ở năm mặt sân khác nhau. Vâng, đúng rồi anh Ngô Đại Phúc ơi, đúng chiến thuật luôn, em truyền tải y chang nhanh luôn. Hai phong mà lại cứ lên đứng lưới làm cái gì, đoà như thế thì làm sao mà bóng bên kia chịu được. Hay anh Mở Lốc ơi, à chào Keo Lượng. Làm gì anh? Khởi động cho nó mềm cái tay thêm tí nữa vào. Em ơi, tỷ số bao nhiêu? Thắng ông Nam ơi. 6-4, vâng. Cặp đôi trường dít tiếp theo đó là Nam Mẹ Quai và Tú Tôn gì đấy. Đã thắng 6-4 rồi, cặp đôi Phúc và một vận động viên từ Đà Nẵng. Cặp đôi này có một vận động viên đó là Phúc đã từng thua anh Rười Mũi một trận đấu trên móng cái. Vận động viên đã vô địch, đứng cùng Út Phúc Tàu vô địch giải Hồ Thành. Và một pha bóng đặc sản của Nam Sơn La đưa bóng vào góc chữ A. Chỉ cần đưa bóng vào góc chữ A thôi, còn đối thủ làm gì là kệ. À, quá hay, đang rất sung. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Vâng, trọng tài đã chỉ lên trời rồi, chỉ tay lên trời. Phạt đời vô đối rồi. Bóng lại. Rồi, một pha di chuyển rất. Vâng, Hùng Hải đó là người có tình huống enter lưới bị lỗi. Nam Sơn La và anh Phương vừa rồi có một tình huống rất là ăn ý. Nam Sơn La đánh đường bóng mà khi anh Phương đi qua thì đường bóng qua tay anh Phương luôn. Lỗi bóng 1. Lỗi 30 dao, bóng 2. Và anh Phương đang mất tập trung. Trong tình huống vừa rồi đang hơi sung. Đã chưa xong, tỷ số đang là không, đang 5-4, 30-15. Anh trận anh thế nào rồi anh Minh? Đến đây. Anh Minh Sơn Tây, vâng. Anh và partner đang càng đánh càng hay. Trận vừa rồi thì anh đã loại một cặp đôi đi họp anh nhỉ? Anh loại đôi nào nhỉ? Lúc nay em, nhưng mà chắc là anh partner của anh đánh chưa nóng máy. Em partner cái trận vừa đi họp em xem đánh hay hơn nhiều. Trình coi với Tâm à? Đúng không Tâm? Trình coi với ai Bắc Ninh. Nhưng mà Toàn. À, thế là cặp đôi Minh Sơn Tây đã loại đôi Toàn. Và anh Trình Còi. Quả 2 về phong thôi. Vâng. Anh Phương ơi, quả 2 lùi về một tí. Đây đến từ chỉ đạo của anh Ngô Đại Phúc. Vâng. Thắng cỏ đang có những pha bắn thủng lưới anh Phương. Ngày xưa bạn này đánh chỉ tầm 2.5 thôi.
bây giờ tiến bộ cả trái cả phải nhiều. Đoa như thế là cỡ 700 còn chưa đoa như thế. Nhưng mà cần cứu quả khác cái thiếu. Thì tức là nếu mà xét về của đoa ấy, là 700 không bằng trình đoa. Nhưng mà là trình phong thì trình lưới thì lại không phải là không có, nhưng mà là nó chưa hoàn thiện thôi. Trận đấu lại quay về vạch xuất phát rồi. Time break. Ở time break thì ai là người ra bóng tốt hơn thì sẽ là người có lợi thế tốt hơn. Rất tiếc, không sao. Có lẽ như tại vì cũng xa quá nên là cặp đôi Phương và Nam chưa điều chỉnh kỹ thuật hợp lý. Khi bóng 2 của Nam Sơn La thì anh Phương chưa lùi lại, vẫn muốn bám lưới. Nhưng mà thắng cò thì là người đoạt flat và đoạt rất nặng. Rồi không sao, cùng hy vọng vào một cái tỷ số tha break em ơi. Và câu lạc bộ Zip đang toàn thắng trên khắp các mặt sân. Và hiện tại bây giờ chỉ còn có cặp đôi anh Phương là đang còn thi đấu thôi. Trận đấu kéo dài và đang co rất lâu. Phương và anh Duy vẫn thi đấu, tất cả anh Duy thắng hết rồi. Mới chỉ có mấy anh Thọ Lê là bị loại. Nhầm, đúng rồi, mình quên mất. Anh Thọ Lê đã bị loại. Đấy, anh Đạt chuẩn bị đánh vòng 1-3-2. Anh Đạt và Duy Phương. Đột nhảy như một đống phết. Đó là đánh vòng 2 đúng không? Mình giống như đánh thì ngon quá. Vâng, em hơi kíp đang nuối tiếc bởi vì không được đánh giải. Nghi Phạm là người đang bận tổ chức tiệc lễ đám cưới. Vâng. Một pha lốp chóng mặt của anh Phương. Bóng rơi bẻ luôn một mini break đầu tiên của trận đấu. Phương ở phong cho Nam lên lưới. Vâng, anh Phương vẫn đang ở phong anh ơi. Khi anh Phương đang ở phong thì anh không lên lưới đâu. Nhưng mà có khi anh đứng lưới thì anh lại không chịu đứng tụt xuống khi bóng 2 thôi. Lỡ bóng 1. Vâng, rất tiếc. Một pha đoa bóng trái khi không có áp lực lưới mà anh Phương lại đoa hỏng. Số hiện tại là 1-1. Chào 41 anh chị em đang xem live trực tiếp từ kênh Ruồi Muỗi TV. Tỷ số đang là 1-5. Vâng, Nam Sơn La đã có tình huống phán đoán nhạy bén và quyết đoán. Khi partner là anh Phương đang có phần hơi trùng xuống thì Nam Sơn La đã là người dứt điểm được tình huống bóng vừa rồi. Đinh Trung Đông và hai về phong có phải ngon không? Vấn đề là trong trận anh em nó khó nhận ra nhanh như được. Nam Sơn La đang đoà rất hay. Nam Sơn La trước đây giải 1370 đứng cùng với vận động viên Trung Dược, xếp hạng điểm trình cũng tương đương anh Ruồi Muỗi và cũng thi đấu rất hay. Vâng, hai pha đưa bóng vào hai góc của của anh Phương để thắng cò phải tự quyết một quả bóng nặng. Tỷ số hiện tại là 1-3. Rất hay. Rồi hồi đoà thế thì làm sao mà chịu được. Tôi bảo rồi mà, nhà chỉ có mỗi quả phông thôi, không có cần không quả gì khác. Ở cái trình này thì người yếu chỉ cần đúng đánh đúng một quả thôi. Đây là quả không đánh hỏng, còn lại em để partner lo hết. Vâng, đúng cái đoạn ăn ngay, ăn như ăn lô vậy. Rồi, tỷ số hiện tại đang là 1-4 rồi nha các bạn. Vâng, 1-5. Như vậy thì là đã đổi sân, đổi giao bóng. Cơ hội rất tốt cho anh Phương rồi. Không chớp được cơ hội này thì chỉ còn có thể tự trách mình thôi. 5-1. Anh Phương và Nam Sơn La đang là người thi đấu ổn định hơn ở loạt tie break cân não. Nam Sơn La thể hiện bản lĩnh rất đúng thời điểm. Không quá dữ dằn. Nhưng mà việc thi đấu rất lì lợm này thì Nam Sơn La rất đáng để chúng ta cho một tràng pháo tay. Anh Phương ơi, bóng 2 xuống nhá. Bóng 1 thì ốp lưới vào. Đấy vào. Đấy, em bảo rồi anh Phúc ơi. Đấy. Vâng. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Trước đây thì anh Phương là người khá bảo thủ nhưng mà
Mình nhận thấy là cái sự tiến bộ lớn nhất của anh là đợt này là biết lắng nghe nhiều hơn. Vâng, lại là một pha lốp bóng. Lốp như thế thì làm sao mà chịu được. Bình tĩnh. Lốp chéo tiếp anh Phương. Vâng, không sao, không sao. À không, em nói đêm sao anh nghe thấy được. Anh đánh xong rồi. Vâng, anh Phương vừa rồi vừa mới có pha tức giận vô cớ. Rõ ràng tình huống bóng anh đã đánh xong rồi. Đó là biểu hiện của việc đang hơi căng thẳng. Tỷ số bao nhiêu rồi nhỉ? 2-5. Cố lên nào, ăn điểm này thôi. Vâng, một bạn nhận bóng cũng đang luống cuống khi có thể là bạn đang xem trận đấu quá hay. Tỷ số hiện tại đang là 2-5. Vâng, anh Phương hô lên lưới nhưng mà partner lại bảo ở lại. Đúng rồi. Các vận động viên đang đánh những đường bóng đều. Rồi bình tĩnh thôi. Vâng, vâng. Nó ở đấy đấy. Đòn phong nặng thì đấy. Tuyệt vời. Tỷ số hiện tại là 2-6. Có đến tận 3 cơ hội mắc bòi dành cho đôi Phương Nam. Vâng, anh Phương vừa mới có tình huống đo bóng nín thở. Lỗi quá. 6-3. Pha bóng vừa rồi thì anh Phương đo hơi an toàn. Mới biết. Anh nhận bóng đang hơi ngáo ngơ. Một. Nào, cùng nín thở nào. Vâng, hai pha hỏng liên tiếp. Rất tiếc. Những thời điểm quan trọng này thì việc tự tin là yếu tố rất cần thiết. Bình luận viên đang nói rất bé, sợ ảnh hưởng đến các vận động viên thi đấu căng thẳng. Pha 4, chậm thôi. Vâng, một pha đoa chéo không ăn được điểm. Và anh Phương và Nam đã có một trận thắng.